xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 30 tháng 4 năm 2023 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý, công việc. Vận trình công việc của những chú chuột trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng. Con giáp này luôn tự tin với năng lực làm việc khoa học, quyết đoán và linh hoạt của mình. Cấp trên đã sớm ghi nhận các biểu hiện đó và sẵn sàng cất nhắc bạn lên những vị trí cao hơn. Tình cảm Vận trình tình cảm có chuyển biến tích cực. Đây là khoảng thời gian tích hợp để các cặp đôi hẹn hò một bữa cho ga trò. Tình cảm có dấu hiệu phai nhạt đang rất cần được hâm nóng kịp thời, nếu không sẽ rất dễ rạn nứt. Tài chính, vận trình ta lọc do giao, quý nhân soi đường dẫn lỗi chỉ giúp cho con nhấp này nhìn ra được các cơ hội kiếm tiền tiềm năng mà không phải nhiều người thấy được. Cẩn trọng, nên cân nhắc kỹ lưỡng trước mọi sự lựa chọn. Tuổi giáp tỷ tập trung vào một suy nghĩ hoặc ý tưởng. Tuổi bỉnh tỷ giấc ngủ rất quan trọng đối với não bộ và cơ thể của bạn. Tuổi mậu tỷ hãy thử một cách tiếp cận đối với công việc Tuổi Canh Tý hãy dành một khoảng thời gian để nghỉ ngơi trong ngày. Tuổi Nhâm tí, tham gia các hoạt động xã hội có thể cải thiện tâm trạng. Con số may mắn số 30, số 9, màu sắc may mắn màu xanh lá, quý nhân phù trợ tuổi thân. Hai, tớ về ngày của tuổi Sửu công việc, vận trình công việc của người tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. May mắn có quý nhân giúp sức mà công việc làm ăn của con giáp này luôn được thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, sự tự tin quá mức dễ khiến bản mệnh chủ quan bỏ ra ý kiến của người khác, rồi phạm phải sai lầm lúc nào không hay. Tình cảm Vận trình tình cảm khởi sắc, tu sủ độc thân được may mỏi cho những cơ hội hẹn hò lý tưởng vào lúc bản mệnh còn chưa sẵn sàng. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội tốt để cho người tuổi này quên đi những vết thương lòng trong quá khứ tài chính phần trình ta lọc có bước nhảy vọt đáng kể thực thần chiếu mệnh cùng lúc mang tới cho con giáp này không ít những cơ hội kiếm tiền tiềm năng cẩn trọng đừng quá tự tin vào khả năng của bản thân tuổi ất sửu suy nghĩ quá nhiều thì làm khổ mình tuổi đinh sửu Trái tim của bạn không phải là một cánh cửa, đừng khóa nó. Tôi kẻ xấu, đừng phủ nhận mặt tốt của người khác. Tôi tân sửu ngày hôm nay bạn sẽ hoài niệm về quá khứ. Tôi quỷ sửu những thứ đẹp đẽ đều sẽ đến rồi rời đi. Con số may mắn số 1, số 24, màu sắc may mắn màu hồng. Quý nhân phù trợ, tuổi ngọ. 3 về về hàng ngày của tuổi dần công việc vận trình công việc của người tuổi dần trong ngày hôm nay diễn ra tương đối vất vả nguyên nhân lớn nhất của con giáp này chưa thu được hiệu quả công việc như ý là bởi vì không biết cách sắp xếp khối lượng công việc hợp lý kết cục là chỉ gây ảnh hưởng tới sức khỏe lẫn tinh thần chứ không cải thiện được chất lượng công việc tình cảm Vận trình tình cảm có điều buồn phiền, dự bảo người tuổi dần có thể sẽ rơi vào tình huống tình cũ không rượu cũng tới trong ngày hôm nay. Nhưng nếu đã dứt khoát, muốn quên đi thì con giáp này sẽ có cách để các đứt mọi liên lạc với người ấy. Ta chỉnh, vận trình ta lọc lên xuống bất thường, con giáp này cần phải kiểm soát lại kế hoạch chi tiêu của mình nếu không muốn rơi vào tình trạng tổn thiếu. Cẩn trọng, Tiền bạc được cải thiện nên không cần phải quá lo lắng. Tuổi giáp dân, bạn đang thật sự không ổn trong thế giới của mình. Tuổi bính dân, là người nhạy cảm, bạn có mệt mỏi lắm không? Tuổi màu dân, đau đầu khá nhiều vì chuyện tiền nông. Tuổi canh dân, nhớ đòi nợ những đứa nợ dai trong ngày hôm nay. Tuổi nhầm dân, đời có bao nhiêu tại sao không suy nghĩ lạc quan. Con số may mắn số 19 số 72, màu sắc may mắn, màu vàng nhạt, quý nhân phù trợ, tuổi tý 4. Tử vi ngày của tuổi mão công việc Vận trình công việc của người tuổi mão trong ngày hôm nay diễn ra tương đối hành thông, may mắn được thiên tài nhập mệnh cho nên khối lượng công việc có hơi quả sức thì còn nhấp này cũng gặt hái được những thành tích đáng ngưỡng mộ. Cả người làm kinh doanh lẫn người làm công ăn lương cũng có được những bước tiến đáng kể. Tình cảm vận trình tình cảm thăng hoa. Tuổi mạo nếu có tình cảm với ai thì hãy mạnh dạn bày tỏ tình cảm với họ vì cơ hội thành đôi sẽ là rất lớn. Còn lại, dễ dàng gây ấn tượng với những người khác giới nhờ sự tinh tế, lối ứng xử không khéo của mình. Tài chính vận trình ta lọc do dâu, tuổi mạo có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân mà không cần lo nghĩ điều gì. Cẩn trọng, cần có sự lắng nghe, chia sẻ với nửa kia tuổi ất mậu nên suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn một chút tuổi đinh mậu bạn dễ tổn thương chẳng ai có quyền chỉ trích tuổi kỷ mậu dám làm dám chịu mới thành công tuổi tân mậu bạn không cầu mong điều gì chỉ cầu mong tài lộc tuổi quỷ mậu hãy làm bạn với những người có suy nghĩ vui vẻ con số may mắn số 84, số 10, màu sắc may mắn, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi xấu. Năm, tứ viên ngày của tuổi thân, công việc. Phần trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra bên ổn, còn giáp này có những sự hứng khởi, thoải mái trong quá trình làm việc. Bản mệnh còn được đánh giá cao bởi những ý tưởng sáng tạo mới lạ trong các kế hoạch hiện tại. Con đường thăng quan tiến chức của người tuổi này hứa hẹn vô cùng rộng mở. Tình cảm, vận trình tình cảm thận hoa. Các mâu thuẫn hiểu lầm trước đó dần được xóa bỏ, tình cảm vợ chồng lại khẳng kích như xưa. Những chú rồng độc thân chưa thật sự sẵn sàng để đón nhận một mối quan hệ mới. Tài chính, vận trình tài lộc đi xuống, thu nhập ổn định, xong các khoản phát sinh ngoài dự tính lại tăng nhanh đáng kể. Cẩn trọng, thái độ làm việc chưa được đánh giá cao. Tuổi, chấp thân, đời người, sinh ly tử biệt, âu là chuyện thường tình tuổi bính thân bạn là người biết lắng nghe tâm sự của người khác tuổi màu thân sống có tâm thì ắt sẽ có tâm tuổi canh thân người nào đặt điều cho bạn người đó hưởng nghiệp tuổi nhâm thân tôn trọng những gì bạn bè chia sẻ con số may mắn số 8 số 13, màu sắc may mắn màu vàng quý nhân phù trợ tuổi giàu 6 TỚ về ngày của tuổi tỵ công việc vận trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra cho chảy chính quan nâng đỡ mang tới cho con giáp này không ít những tin vui liên quan tới con đường thăng quan tiện chức bản mệnh cứ an tâm cố gắng và kiên trì hoa thơm trái ngọt đang chờ ở phía trước tình cảm vận trình tình cảm thì ẩm đạm người độc thân mãi mà chưa tìm được một nửa yêu thương vì ngũ hành tương xung những người đã lập gia đình thì quả khắc khe khó tính với nửa kia nên dễ tạo cho đối phương cảm giác ngọt ngạt. Tài chính Vận trình tài lộc được cải thiện, bản mệnh cũng có thể an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân mà không cần lo gánh nặng. Tài chính như trước Cẩn trọng Nhiệt tình quá mức cũng không phải là tốt. Tuổi, ất tỵ, bạn không thể thay đổi suy nghĩ của người khác. Tuổi, Đinh tỵ, Việc bạn cần làm là tránh xa thị phi của thiên hạ. tuổi Kỷ Tỵ sống biết mình biết người sẽ được bình an tuổi Tân Tỵ đừng trở thành người mà bạn không thích tuổi Quỷ Tỵ đôi khi được có sự lựa chọn vẫn tốt hơn là sự ưu tiên con số may mắn số 38 số 90 màu sắc may mắn màu xanh thẳm. quý nhân phù trợ tuổi Mùi 7 tử vi ngày của tuổi ngọ công việc phần trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng các kế hoạch hay dự án của con giáp này đang nắm giữ nhìn chung điều lý tưởng những biểu hiện tài tình trong công việc giúp bạn mệnh nhận được sự tín nhiệm và nhiều trọng trách mới từ cấp trên tình cảm Phần trình tình cảm xa xúc ảnh hưởng ít nhiều tới tình cảm đo lửa vợ chồng hay cải vã vì những hiểu lầm không đáng cuối cùng lại tự gây tổn thương lẫn nhau Tài chỉnh, vận trình ta lọc rực rỡ, dự bảo. Bên cạnh nguồn thu nhập ổn định thì lương thưởng còn tăng nhanh, mang lại cho bản mệnh cuộc sống dư dả. Cẩn trọng, không có thời gian để nghỉ ngơi thư giãn. Tuổi, giáp ngọ, bạn được tôn trọng bởi chính sự tài giỏi của mình. Tuổi, bính ngọ, tuổi càng lớn, tôi càng dễ chấp nhận sự thật phủ vang. Tuổi, mậu ngọ, nỗi đau là một chuyện, thất vọng lại là chuyện khác tuổi canh ngọ, việc không tìm thấy niềm vui là chuyện rất bình thường. Tuổi nhâm ngọ có những việc không như bạn nghĩ. Con số may mắn số 91, số 4, màu sắc may mắn màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 8. Tứ vi hàng ngày của tuổi mùi, công việc vận trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra bình ổn, công việc diễn ra trôi trải với những tính toán cân nhắc kỹ lưỡng của con giáp này. Tuy nhiên, bản mệnh nên tập trung phát triển cho các kế hoạch hiện tại thay vì cứ đứng núi này mà trong núi nọ. Tình cảm Vận trình tình cảm có phần phai nhạt, mối quan hệ tình cảm của những chủ dê với nửa kia có sự xa cách, trạng nứt rõ rệt. Bản mệnh có tính tự kiêu, xu hướng áp đặt suy nghĩ của mình lên nửa kia dễ tạo ra nhiều bất hòa trong tình yêu này. Tài chính, vận trình tài lộc không tệ, thu nhập có dấu hiệu tăng mặc dù không nhanh nhưng lại ổn định cẩn trọng, không giỏi kiểm soát các cảm xúc tiêu cực. Tôi ất môi, cuộc sống này chưa bao giờ dễ dàng cả. Tôi đinh môi, hy vọng bạn có một ngày hôm nay khỏe khoắn. Tôi Kỷ môi, càng lớn tuổi, con người ta càng không thích nói nhiều. Tôi tân môi, sự suy sụp của bạn sẽ xảy ra trong tích tắc. Tôi quỷ môi, bạn phải chịu những áp lực rất nhiều về mọi mặt. Con sổ may mắn số 14, số 2, màu sắc may mắn màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ. Chính, tử về ngày của tuổi thân, công việc. Phận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra hành thông thuận lợi, còn giáp này đang có những dự tính mục tiêu riêng trong con đường công danh của mình. Tham vọng của người tuổi này là không nhỏ, nhưng bằng tinh thần hăng hải và quyết tâm cao độ thì không có điều gì có thể làm khó được người tuổi thân tình cảm vận trình tình cảm trục trặc mối quan hệ tình cảm giữa con giáp này với nửa kia đang chịu nhiều áp lực từ gia đình chưa kể khoảng cách địa lý và tuổi tác còn tạo ra nhiều sự bất đồng trong việc đi tìm tiếng nói chung tài chính vận trình tài lộc có điểm sáng chính ẩn nâng đỡ mang tới cho con giáp này khá nhiều cơ hội để thể hiện năng lực kiếm tiền của mình cẩn trọng nếu không đủ kiên nhẫn và lòng tin thì làm việc gì cũng khó tuổi giáp thân có những nỗi buồn không biết nên bày tỏ cùng ai. Tuổi vĩnh thân. Biết kiểm soát sự nóng nại của mình là ưu thế. Tuổi màu thân. Một khi đã hứa thì bạn phải làm cho bạn được. Tuổi canh thân. Khi người khác nhờ bạn giúp đỡ bạn phải suy nghĩ thật kỹ càng. Tuổi nhầm thân. Thời gian của bạn có hàng, Sức khỏe có hàng. Con số may mắn số 6, số 23. Màu sắc may mắn màu tím. Quý nhân phù trợ tuổi hài. 10. Tử vi ngày của tuổi giàu công việc Vận trình công việc của người tuổi giàu trong ngày hôm nay diễn ra trò trải, dù con giáp này dễ dàng thực hiện các dự định riêng của mình. Nhưng khỏi lượng công việc tăng nhanh, lại không áp lực cho bản mệnh vì tinh thần của con giáp này lúc nào cũng được đẩy lên cao. Tình cảm Vận trình tình cảm có chút vấn đề, mâu thuẫn, cãi vã là chuyện thường thấy trong bất cứ mối quan hệ nào. Chỉ cần cả hai cố gắng giữ bình tĩnh, sự thẳng thẳng và kiên nhẫn lắng nghe đối phương thì chuyện gì cũng có thể dung hòa. Tài chính, phần trình tài lọc tăng tiễn, cơ hội kiếm tiền được con giáp này nắm bắt khéo léo, dù có nhiều cản trở trong thấy. Cẩn trọng, con chủ quan trong việc chăm sóc sức khỏe của bản thân. Tuổi, ất dầu, dễ vì những chuyện vụn vặt mà phát sinh mâu thuẫn. Tuổi, tinh dầu, có người sẽ giúp đỡ bạn trong công việc. Tôi kỹ giàu, bạn sống biết điều nên nhiều người rất nể bạn. Tôi tân giàu, bạn luôn biết phát huy điểm mạnh của bản thân. Tôi quỹ giàu nên tiết kiệm để đề phòng những lúc ốm đau. Con số may mắn số 11, số 51, màu sắc may mắn màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ. 11. Tử vi hàng ngày của tuổi tuất. Công việc Phần trình công việc của người tổ tuất trong ngày hôm nay diễn ra tương đối phức tạp. Còn giáp này đang phải đối diện với nhiều thách thức khi đánh mất sự tập trung và nghiêm túc trong quá trình làm việc. Nếu không sớm điều chỉnh lại thái độ này thì e rằng sẽ còn nhiều phiền phức tìm tới nữa. Tình cảm, phần trình tình cảm hay hoa, tình yêu đòi lửa đủ đầy, những cung bậc cảm xúc không thể thiếu của tình yêu. Người tổ tuất độc thân cũng có cơ hội bày tỏ tình cảm với người mình yêu mến. Tài chính, vận trình tài lộc vô cùng do dao, sự tăng trưởng đáng kể trong mức thu nhập giúp cho con giáp này có thể an tâm cải thiện chất lượng cuộc sống của mình. Cẩn trọng, mọi bất cẩn sơ so xuất đều có thể để lại hậu quả nặng nề. Tuổi chấp tuất, bạn phải tin tưởng vào bản thân mình nhiều hơn. Tuổi bính tuất, khi bị người khác chèn ép ức hiếp nên bật lại. Tuổi mậu tuất, không nên quá tự tin vào mối quan hệ xã hội của mình tội canh tuất đừng phơi bài tính cách của mình cho người khác xem tuổi nhâm tuất bạn bè không chơi được nữa thì nên dẹp nhanh con số may mắn số 8 số 17 màu sắc may mắn màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi thân 12 tứ viên ngày của tuổi hài công việc vận trình công việc của người tuổi hài trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi kiếp tài chỉ mệnh đặt ra cho con giáp này nhiều mỏi lo toan trong mối quan hệ xã hội ngoại giao người tuổi hài nên thay đổi cách nhẹ dạ cả tin của mình nếu không muốn trở thành đối tượng lợi dụng của kẻ xấu tình cảm vận trình tình cảm phượng sắc không khí gia đình lúc nào cũng được duy trì ở mức ấm êm hòa thuận nhờ nỗ lực vùng vẹn tình cảm của các cặp đôi các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu cũng dần tỉnh tới chuyện về chung một nhà tài chính vận trình tài lộc có nhiều biến động khó khăn về tiền bạc trong ngày không cho phép bản mệnh nóng vội mà mạo hiểm đầu tư lớn cẩn trọng trở thành đối tượng bị lợi dụng của kẻ khác tuổi ất hại, việc của bạn không cần người khác xỉa vào tuổi đinh hại, khi được khen ngợi hãy cảm ơn thay vì khiêm tốn Kỷ Hợi bạn không nên hiền lành với những kẻ không biết điều tuổi Tân Hài bạn bè không tốt thì không nên tiếc tuổi Quỷ Hợi nhẫn nhịn im lặng để mọi việc như ý con số may mắn số 4 số 5 màu sắc may mắn màu nâu quý nhân phù trợ tuổi Mão